Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim-airdrop nhận được 50 triệu đồng token Parrot Chain. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 100 triệu tỷ. Đã có 2.142 tài khoản order. Đã phát sinh 6.062 lượt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim-airdrop.net nha. Link truy cập website để mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 20 hướng dẫn trên website của mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu Parrot, số token 0. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim-airdrop.net nha. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào phần này claim-airdrop. Nếu mua thì các bạn kéo xuống phần bên dưới này nhé. Min thấp nhất là 0.01 BNB. Rồi, mình nhấp vào đây, nhấp vào airdrop. Rồi, kết nối ví, nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ra là 0.000567 BNB, các bạn nhé, xác nhận cho mình. Rồi sau dịch đang được xử lý nha. Rồi một lát này sẽ nhận được phần từ túi ra. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim-airdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí tiền thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch được tiền điện tử, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Bạn đăng ký luôn sàn giao dịch 3 lần, sàn lớn nhất bây giờ, để hưởng 20% phí giao dịch trả đợi nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận được 50 triệu đồng token Parrot. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.